Thưa nhạc sĩ, cách đây vài năm khi lần đầu nghe bài Sắc Màu, tôi như đang bay và nghĩ rằng bài hát gần như đã đạt đến mức hoàn thiện. Có bao giờ nhạc sĩ nghĩ rằng bài hát đó có thể đạt được mức hoàn thiện? Không thể hay là hơn thế. Một bài hát hoàn thiện thì không bao giờ hay, cũng giống như một người con gái quá đẹp thường là bất hạnh. Tôi mong bài hát Sắc Màu đừng như thế. Tuy vậy tôi cũng thích bài hát này lắm, và nhất là cháu tôi hát bài hát này rất hay. Khi ca sĩ Thu Hà hát các ca khúc của chú có cảm giác khác không so với các ca sĩ khác trình bày bài hát đó? Tất nhiên là rất lo như chính mình đang hát. Ruột thịt mà. Cháu mình hát bài gì của mình cũng thấy tuyệt. Vì cháu hát chú bao giờ chả khen hay. Đùa chút thôi, cháu tôi nó hát hay thật sự. Cảm ơn trời cho dòng giống họ Trần vẫn còn tiếp tục trong lòng mọi người yêu âm nhạc. Trong lĩnh vực âm nhạc, ông là người rất thành đạt và nổi tiếng. Vậy trong tình yêu ông có phải là người hạnh phúc không? Thường thì người thành đạt nổi tiếng hoặc giàu có, ông trời lại cho những chuyện khác kém đi, như thế với công bằng. Nhưng tôi chưa phải là người thành đạt và nổi tiếng lắm, lại còn nghèo nữa. Vì vậy đôi khi tôi vẫn có một chút hạnh phúc. Thưa nhạc sĩ, đâu là một vẻ đẹp của người đàn ông để phụ nữ yêu thích? Nhạc sĩ có bao giờ bị thất tình chưa? Vẻ đẹp của người đàn ông nằm trong tình yêu của người phụ nữ, không có bảng giá trị chung. Còn riêng tôi, thất tình hơi bị nhiều, cũng có khi đôi khi muốn tự tử như những chàng trai khờ dại khác. Nhạc sĩ nghĩ gì về các ngôi sao ca nhạc trẻ hiện nay? Thành công dễ dàng của họ nói lên điều gì? Nếu đó là những giá trị ảo, thì ai là người có lỗi? Có một hai ca sĩ trẻ tôi cũng thấy thích, nhưng nói chung là chưa ai để tôi gọi là ngôi sao cả. Sự thành công dễ dàng hay khó khăn đều tốt cả. Chẳng ai là người có lỗi, mà nếu có lỗi thì chủ yếu là do khán giả. Có cầu mới có cung. Buồn cười thật, người ta tranh nhau bỏ số tiền quá ít ỏi của mình trong túi để mua những đĩa nhạc không ra gì, nghe một lần rồi vứt đi và chửi độc. Kính gửi anh Trần Tiến, tôi thực sự rung động với mỗi bài hát của anh. Nhưng khi được thưởng thức những bài hát do anh chính thể hiện với cây đàn guitar gỗ và dáng vẻ phong trần thì mới thật là khoái. Vậy đã bao giờ anh có ý định làm một album chỉ do mình anh thể hiện không? Tôi rất thèm muốn điều đó và mãi không có tiền để thực hiện. Nếu ai đó bỏ tiền ra thì tôi sẽ làm ngay 10 album. Nhưng mà nhớ rằng nó sẽ chẳng mang lại lợi lộc gì cho người đầu tư đâu nhé. Bởi vì nhạc của tôi chỉ giúp người ta vui và yêu đời, chứ bán thì không có lời. Tôi rất hâm mộ một nhạc sĩ có tài như anh. Tôi thích những sáng tác của anh hơn là nghe anh hát. Điều gì theo anh là cái văn hóa nhất ở một nhạc sĩ chân chính? Bạn chưa nghe tôi hát thì bạn mới sống được nửa đời người. Còn nếu đã nghe rồi thì không còn gì để sống cả. Có bao giờ có người bảo sáng tác Trần Tiến chưa phải là hay lắm, giọng Trần Tiến cũng chưa phải là hay lắm, nhưng nếu nghe Trần Tiến hát thì chỉ có một mà thôi. Vậy bạn nên mua vé nghe tôi hát nhé, cho khỏi ế rạp hát của tôi. Người nhạc sĩ có văn hóa là người biết đọc được những văn hóa của những nhạc sĩ khác và biết rằng mình có một văn hóa mà chưa ai biết. Hãy nghe văn hóa của một nhạc sĩ ở sản phẩm của anh ta, đừng nhìn cuộc sống của anh ta. Có thể anh ta là tướng cướp, một kẻ đàng điếm, lừa đảo và sống rất tồi tệ, nhưng điều đó không liên quan gì đến bài hát. Chú Tiến ơi, chú cho cháu biết
hoàn cảnh sáng tác bài Tình ca Thảo Nguyên được không ạ? Tôi viết bài này ở vùng núi Đắk Lắk cách đây 20 năm. Bây giờ để nhớ ra ngay được thì không. Có điều, tôi thường tặng những người thân của tôi bằng tên bài hát. Thí dụ, Mặt trời bé con thì tặng cho con gái nhỏ Nhật Vĩ. Chuyện tình Thảo Nguyên tặng con gái lớn Thảo Nguyên. Dòng sông mùa thu tặng cho cháu gái Thu Hà. Trông nhạc sĩ dạo này có vẻ ít phong trần đi rồi. Có lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi chăng? Chưa muốn nghỉ đâu cháu. Bởi 4 năm nay bệnh tật nhiều quá nên chưa đủ sức khỏe để phong trần. Tôi sẽ cố gắng khỏe để nhận món quà của trời cho. Cho phong trần phải phong trần, cho may ô mới được phần áo cun. Cháu nghe nói chú còn nhiều tác phẩm chưa công bố vì vấn đề bản quyền. Sự thực là thế nào ạ? Cháu thực sự tò mò về những tác phẩm đó. Vâng, bao giờ bản quyền được thực hiện, tôi sẽ đủ tiền để đưa những tác phẩm chưa công bố với số lượng gấp 30 lần các ca khúc các bạn đã biết. Nhưng tiếc rằng cho đến khi đủ tiền để làm đĩa thì các bài hát ấy đã xưa rồi, đã như rồi, giống như tác giả vậy. Theo dõi các lần anh trả lời phỏng vấn báo chí, rất ít khi anh nhắc tới người vợ thân yêu của mình. Nếu không quá bí mật, anh có thể tiết lộ cho độc giả VN Express đôi nét về chị. Rất thú vị đấy các bạn. Đây là bức ảnh một cô hiệu trưởng. Người vợ, người yêu, người bạn đời của Trần Tiến, Trần Thị Bích Ngà, cựu hội trưởng trường phổ thông Huỳnh Khương Ninh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời các bạn đọc, Trần Tiến viết về vợ mình 3 dòng. Vợ tôi là một hiệu trưởng có tài và mẫu mực của một trường khá nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là trường Huỳnh Khương Ninh. Nếu tìm hình ảnh ngược lại với tôi, đó là khuôn mặt vợ tôi. Trong chuyện này thì tôi phải nói thêm với các bạn, tôi có dịp được gặp hai vợ chồng nhạc sĩ Trần Tiến trong quán Hương xưa ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong bạn bè, anh cầm guitar gỗ và hát. Tôi ngồi cạnh người phụ nữ Hà Nội, chị hơn tôi 4 năm tuổi. Thế thì khi anh Trần Tiến đang đàn hát, tôi mới lấy con iPhone ghẻ của tôi ra quay để lưu lại làm kỷ niệm. Anh vừa dạo đàn anh mắng rồi, tao ghét nhất thằng nào hay quay chứ, khi tao hát. Thế là tôi phải giấu xuống gầm bàn. Chị thì nói là chú giấu đi, kín đáo một chút tí, anh mắng yêu đấy thôi. Thế là tôi phải giấu thông cái lọ hoa này, giấu dưới gầm bàn để ghi lại những cái bài hát anh hát một cách rất là ngẫu hứng trong một cái bàn nhậu mà chả ai thiết gì ăn uống cả. Thỉnh thoảng cúc một giọt bia rồi cứ nghe anh hát mấy tiếng đồng hồ liền. Đấy là một cái diễm phúc mà tôi được gặp anh và được gặp cả chị.